Sau 3 ngày nghiên cứu, anh Võ Trường Tiến, giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng đã hoàn thành chiếc xe vận chuyển tự động nhằm phục vụ bệnh nhân trong khu cách ly trong giai đoạn nghi nhiễm COVID-19, giảm khả năng lây lan cũng như đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ nhân viên y tế. Xe vận chuyển tự động được điều khiển từ xa với một nút điều chỉnh đa hướng, tốc độ di chuyển theo yêu cầu nên tương đối dễ dàng khi sử dụng. Cấu trúc đơn giản nhưng có thể mang tải trọng tối đa 150 kg. Cái xe vận chuyển này nó có hai tính năng. Thứ nhất là điều khiển từ xa, tức là để giúp cho cái người bác sĩ hoặc là y tá nó có thể là vận chuyển có cái nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống cho bệnh nhân một cách là từ xa, không hạn chế tiếp xúc. Tính năng thứ hai là tên xe nó có gắn cái camera. Cái camera này giúp cho bác sĩ có thể trò chuyện trực tiếp với bệnh nhân mà không cần phải tiếp xúc gần. Như vậy nó rất là thiết thực trong cái việc là cách ly với cái người bệnh. Chiếc xe vận chuyển tự động này đã được anh Tiến trao tặng cho khu cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở 2.